Lai Châu đang có những cơn mưa đầu tiên. Hôm nay mình lên dàn thì có cái cây năm cánh trắng Minh Vũ này nở tương đối đẹp. Đấy anh em nhìn này. Năm kia là mình mua cái cây này 2 triệu rưỡi, giá nó bằng gần bằng Phú Thọ, lúc đấy là 450 một cm. Anh em thấy nó nở cũng tương đối đẹp đúng không? Cái cây này mình nuôi mình chăm rất là lâu và nó lúc đầu nó bị dẹp. Quay trở lại với thị trường lan đột biến thì như mọi người thấy bây giờ lan đột biến người ta cũng chả quan tâm nữa đâu. Ngay cả một cây cây đình đám như cây năm cánh trắng Bảo Duy cho đến thời điểm hiện tại là cũng chỉ còn 6 đến 800 nghìn một mắt. So với thời điểm 2021 là nó là ở cái mức là 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 3 một mắt, một lúa non anh em nhé. Chưa nhìn thấy đâu mà đã 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 rồi. Cái mức độ sụt giá nó kinh khủng khiếp vậy. Nếu tính riêng ở trong câu lạc bộ thì anh em mất khoảng 4-50 tỷ. Nhiều lắm anh em ạ, không thể đếm được. Mà cái người tầm như 1-200 triệu ấy, mất là cũng rất nhiều luôn. Tính riêng người ta làm một cái phép so sánh, nếu như ở chỗ mình mà bằng đấy thì cả trên địa bàn tỉnh cũng phải mất đến, tất cả cũng phải mất đến khoảng con số hàng trăm. Lúc đầu thì nó là một cái thú vui tao nhã, nhưng sau đấy thì gọi là những người mà đam mê kinh doanh họ nhảy vào thì lúc này nó không còn là cuộc chơi nữa rồi. Đấy. Ai nhanh chân thì thắng thôi. Nó như kiểu một cái dạng đầu tư ấy. Những cái hàng ví dụ như Ngọc Sơn Cước hay là tầm cao như Long Khánh Kinh Cu, những cái loại như thế là bây giờ là có cái tốc độ sụt giảm là kinh khủng khiếp. Và ít người người ta nhắc đến phi điệp đột biến, bởi vì nó ảnh hưởng nhiều quá, anh em mất nhiều quá. Những người chơi lan lão làng lâu năm rồi mà khi họ nhảy vào cũng mất rất là nhiều. Cho nên là nếu mà anh em nào có mất đến một vài chục hay một vài trăm thì cũng động viên anh em là coi như là một cái sự cố trong việc làm ăn buôn bán. Cơ hội thì sẽ còn, cơ hội còn nhưng mà anh em cố gắng nắm bắt. Ở thời điểm này thì hàng hot có lẽ là vẫn là lan rừng. Lan rừng nó sẽ trở lại cái vị thế vốn có của nó. Những cái hàng đơn thân như quế nhạn hay là chồn cáo tam bảo sắc, nó vẫn ở cái mức giá gọi là rất tốt anh em nhé. Nó không bị mất, nó không bị mất như là phi điệp, không mất giá như phi điệp. Chẳng hạn như giò quế này có bác em giải em 9 triệu nhưng mà em không bán. Vì là mình cứ để mình chơi thôi. Đấy. Nhìn như này chẳng thích hơn à. Đúng không? Cái hàng hot tiếp theo có thể kể đến đó là hàng lá kẻ mọi người nhé. Không chỉ riêng phi điệp lá kẻ mà những cái hàng lá kẻ khác cũng đều có gọi là giữ được cái mức giá ổn định. Riêng phi điệp thì nó dễ hơn. Có những kỳ 200-300 nghìn là có thể mua được rồi. Đấy, nó không còn cao như cái mức giá trước. Nếu anh em quan tâm thì có thể kể đến cái cây số đỏ hay là hoa khôi Bắc Giang. Hay là những cây như là hoa văn long tử của hoa lan Vĩnh Long. Đấy, những cây là có số má và giá cả của nó cũng tương đối đấy. Hay là nữ hoàng biên tím. Cũng là những cây gọi là ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn còn giữ được cái giá của nó. Hôm nay em lên cái dàn này thì hoa nó nở nhiều phết. Đại khái là toàn là lan cỏ thôi. Phi điệp thì gọi là trồng để chơi văn nghệ chứ nó không còn kinh doanh thuận lợi buôn bán được như trước nữa. Nó chỉ ở tập trung vào những cây tầm cao.
Rồi, xin chào, chúc sức khỏe tất cả anh em.